trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay sẽ là video về cái cách mà Lan chia sẻ với các bạn Lan mặc quần áo như thế nào để che đi cái đôi vai rất là dài của mình. Thì Lan không biết các bạn có đôi vai dài không, chứ vai Lan dài tới 41cm lận. Đối với một đứa con gái á, thì cái vai rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Nếu mà các bạn có một đôi vai nhỏ, nhỏ nhắn, xinh xắn, kiểu như là dài vừa đủ rồi, rất là thon gọn, vai su, thì mặc đồ gì cũng đẹp hết trơn á. Còn Lan Anh thì không nha, Lan Anh có một đôi vai dài tới 41cm lận. Trong khi đó, các bạn có thể thấy là cái loại áo mà Việt Nam làm cho nữ thì vai nó chỉ tầm 37-38 thôi. Và một cái điều hay gặp phải đó là vai nó bị rút lên đây đó, xong rồi tay nó sẽ thành tay cụt như thế này, không hiểu được. Cho nên là Lan sẽ làm video này để chia sẻ với các bạn cách mà mình, mặc dù mình vai dài nhưng mình vẫn có thể mặc được những bộ đồ theo trend, xinh xắn, dễ thương và không có bị làm cho mình bị đôi lên hoặc bị mập lên, nhất là những bạn có bắt tay đôi như thế này. Thì và chúng mình cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên sẽ là về áo thun đi, bởi vì Lan biết là áo thun là một thứ dễ mặc nhất. Giống như cái áo bây giờ Lan đang mặc là một cái áo basic, nhưng mà cái áo này Lan mua ở Thái, rất là may sao mà cái phần vai này vừa đủ. Cái yếu tố quan trọng đầu tiên khi mà mặc áo thun á, thì mình đừng có lựa cái cổ sát lên như vậy, nó sẽ làm cho vai mình nó sẽ dài rất là nhiều. Thứ hai á, là cái cổ của mình nó sẽ bị ngắn đi, nó sẽ làm cho con người mình nó không cân đối, không có thanh thoát nữa. Thứ hai là cũng đừng chọn cổ quá dài như thế này, nó cũng sẽ làm cho cái phần vai của mình nó dài lên. Đây là phần cổ mà Lan thấy là vừa vặn nhất đối với những người vai dài giống như Lan Anh. Thứ ba khi mà chọn áo thun đó chính là mình đừng có lựa cái vai nó nửa nửa tới đây. Lúc mà mấy cái dạng áo free size đó, sẽ có những cái tay áo rất là dài thì cái phần vai nó sẽ rớt xuống như đây. Như vậy nó sẽ làm cho vai của mình bị thô ra hơn hẳn á. Bây giờ Lan đã dùng hết mấy cái đó rồi cho nên không có cái ví dụ cho các bạn, chứ những cái đó thì đừng nên mặc nha. Cũng về cái vai á, thì các bạn đừng có mặc cái áo rút lên đây quá, nó sẽ làm cho bắp tay mình bị to ra đó, khó khăn ha. Sẽ bút rút lại bút ý đó chính là không mặc áo cổ quá sát hoặc là cổ quá dài. Cái thứ hai là không mặc vai quá dài cũng như là vai quá ngắn đó. Và thứ ba là đừng mặc áo tay lỡ. Đây là loại tay bình thường, khoảng 19-20cm là ổn. Chứ các bạn mặc áo tay con như thế này á, trời ơi, mình sẽ rứt đồ. Lan có một cái áo basic màu đen nữa mà Lan muốn cho các bạn coi, Lan mua ở Topshop. Đây là một cái áo cổ tim. Các bạn cũng có thể mặc cổ tim nhưng mà nó chỉ nên tim vừa đủ thôi, đừng có kéo dài quá, nó sẽ không đẹp lắm. Đây là áo cổ tròn, nó sẽ đổ xuống như thế này thì nó sẽ làm cho vai mình rất là thon và nhìn khá là sexy. Và đây là tay. Cái áo này á, thì các bạn thấy có thể thấy phần vai nó rút ở đây thì nó sẽ rớt xuống khúc này của mình Lan Anh, chứ không phải là khúc này, nó sẽ rớt khúc này. Và tay thì nó không bị quá ôm, rất là xinh xắn. Và Lan sẽ có một cái clip mà Lan mặc áo thun có hình cho các bạn coi, là cái áo đó là dạng crop top. Thì các bạn lưu ý là nếu mình đã có vai to thì mình đừng có mặc áo dài quá mông, và nó bị ôm mông á, nó sẽ làm cho mình nhìn rất là kỳ. Bây giờ là mùa xuân ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời, nghe giống bài hát thì cái mùa này đang khá là mát mẻ, cũng như là tối đến thì nó bị lạnh lắm, thì đương nhiên là các bạn sẽ mặc áo sweater, đúng không? Lan cũng vậy. Thì những cái áo sweater, đặc biệt đối với những cái áo tay dài như vậy và có chất liệu dày như vậy, thì các bạn không nên mặc áo có nón, còn được gọi là áo hoodie. Nó sẽ làm cho cái phần trên của mình nó bị đồ sộ hơn, nó sẽ không có làm cho mình thanh thoát nữa. Một cái Lan gợi ý đó chính là các bạn có thể mua những cái áo form rộng. Đương nhiên rồi, đã mập thì không phải mua ôm hết. Đây là cái áo của Zara. Thì Lan chọn những cái áo luôn có tay bự như thế này bởi vì Lan cảm thấy rất là chilling ở trong cái áo. Và có họa tiết ở phía dưới áo chứ không phải là họa tiết ở trên đầu. Như vậy nó sẽ làm cho phần, nếu mà họa tiết trên đầu nhiều quá, nó sẽ làm cho phần vai của mình nó bị tập trung ở phần vai và người ta sẽ chú ý tới phần vai của mình, và tự khắc là cái phần vai của mình nó sẽ bự ra.
một cái dạng áo tiếp theo gọi là basic sweater, hoặc là áo knit. Lan không biết đọc cái chữ đó, knit. Knit, knit. Đó thì là đẹp áo đan len hoặc là áo dệt. Áo dệt đúng hơn. Đây là áo của Ly bé. Thì Lan không cấm các bạn mặc sọc ngang, nhưng mà các bạn đừng mặc sọc ngang quá nhuyễn hoặc là quá to. Nó sẽ vừa đủ như thế này, khoảng 2cm là đủ. Thì nếu mà các bạn mặc áo mà áo ráp lăng á, thì tuyệt nhiên là không nên mặc áo ráp lăng khác màu. Ví dụ như là tay áo nó khác màu với thân áo, như vậy sẽ làm cho mình bị lỗ khuyết điểm nhiều hơn á. Đây là một cái áo rất xinh, để lát các Lan sẽ mặc cho các bạn coi. Thì như vậy á, cái phần này á, nó cùng màu và nó sẽ làm cho tay của mình và vai của mình đổ xuống rất đẹp. Tiếp theo là một loại áo mà năm vừa qua siêu hot luôn đó, đó chính là áo trễ vai. Một cái áo trễ vai mà các bạn đã PM cho Lan khá là nhiều ở trên Instagram là mua ở đâu và cách mặc áo trễ vai cho người vai to, thì Lan đã chỉ sơ sơ để các bạn mua áo hai dây này. Cái áo này là cái video clip đầu tiên của Lan là anh đã mặc rồi đó. Cái áo trễ vai như thế này, đặc biệt những người vai dài như Lan Anh đó, thì không nên mặc áo trễ vai mà dạng áo sát nách, hoặc là áo sát nách xong rồi nó bị thở một khúc ở đây nè, nhìn nó vô duyên lắm. Nên để Lan để cái clip kế bên cho các bạn coi nó vô duyên cỡ này. Khi mà mặc áo hai dây á, thì cái phần vai của mình nó sẽ nhìn nó thon gọn hơn, cũng như là cái phần đổ xuống như thế này á, nó sẽ làm cho cái phần tay của mình nhìn nó xu hơn và nhìn nó rất là nữ tính. Chưa kể là nó sẽ làm cho tổng thể cái người của mình nó không có bị bè ra, nó sẽ xu xuống như vậy, rất đẹp. Và Lan khuyên các bạn á là nên lựa những cái loại vải voan hoặc là lụa, bởi vì như vậy nó sẽ làm cho cái thân hình của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn, chứ đừng có lựa mấy cái vải thô cứng giống như linen hoặc là KT thì nó sẽ khá là cứng. Thì đối với những bạn có vai ngang á, thì các bạn đừng mặc yếm như vậy. Đây là thuộc dạng yếm bởi vì cổ nó hơi cao. Yếm. Nếu mà các bạn đã có vai ngang rồi mà các bạn còn mặc yếm nữa thì cái vai phần này của các bạn nó sẽ rất xấu. Tôi lên anh đi. Và nếu mà các bạn muốn mặc áo sơ mi á, thì sơ mi thì rất dễ rồi, không có gì phải đắn đo cả, chỉ cần lựa cái hợp với vai của mình là ổn. Còn nếu mà các bạn mặc áo dài, Tết này nếu các bạn có mặc áo dài, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn đã biết rồi thì các bạn có thể xin cho vui. Còn nếu mà các bạn chưa biết thì hãy like video này nha. Và nếu mà các bạn có gợi ý gì về những cái video tiếp theo về chủ đề ăn mặc như vậy thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Mình biết là mấy cái video gợi ý về ăn mặc thì nó tùy cái sở thích của mỗi người thôi. Và mình thấy là những người có đặc biệt có vấn đề như mình, ví dụ như vai dài thật, thì mình làm nó sẽ kiểu như là mình cảm thấy muốn chia sẻ với các bạn thật lòng. Chứ coi ở trên web hay Google hoặc YouTube nào mình sợ, thí dụ như là cách mặc đồ cho người vai to đi, thì hình mẫu ốm nhất rồi. Trời ơi, hình mẫu siêu ốm luôn á, mình không thể nào tưởng tượng là những người ốm như vậy có một đôi vai dài, các bạn hiểu không? Không thể được, không thể được. Và vai của mình là vai dài và bắp tay cũng khá to, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Mình là một người có kinh nghiệm. Video đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Và chúc các bạn năm mới thật vui, thật xinh, thật đạt được nhiều thành công trong năm mới. Bye bye. Mua.
Thấy chị bà giỏi không? Ừ, ok. Để cái gì?